Chào mừng các bạn đã ghé vào blog Tin Thi Thi. Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay nào trên kênh, các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo. Các bạn sẽ luôn nhận được lời nhắc nhở mỗi khi chúng tôi up video mới lên. Sau đây là một thông tin thú vị về một người đàn ông đã nhặt được một kho báu. Dạo chơi trong công viên và vô tình nhặt được một hòn đá, cầm lên thấy khá là nặng tay. Người đàn ông này vô cùng vui mừng vì nghĩ rằng mình đã nhặt được một cục vàng, bởi nơi đây đã từng là lãnh địa của vàng. Tưởng đâu là ông ấy sẽ vô cùng thất vọng vì khối đá nặng trinh trịch này không phải là vàng. Nhưng may quá, nó không phải là vàng, mà là một thứ khác có giá trị hơn cả vàng. Câu chuyện đó xảy ra cũng khá lâu rồi, vào năm 2015. Người đàn ông mà tôi nói trên chính là ông David Howe. Ông đã tìm thấy một khối đá có màu đỏ, nặng lạ thường, nằm lẫn trong đất sét tại công viên Maryborough, nằm gần Melbourne, Australia. Ông ta mang nó về và đinh ninh rằng bên trong chắc là có chứa vàng. Maryborough là một khu vực thuộc vùng Goldfield, nơi diễn ra cơn sốt vàng tại Australia vào hồi thế kỷ 19. Người đàn ông này đã tìm cách đập vỡ khối đá để lấy vàng. Hầu dùng máy cưa, máy mài, máy khoan, thậm chí đặt khối đá vào axit hay là đập bằng búa tạ, nhưng mà mọi cố gắng đều thất bại. Nhiều năm sau, ông ta mới biết rằng thứ mình tìm được không phải là vàng. Tò mò vì không thể nào mà đập vỡ được tảng đá, David Howe đã mang nó đến bảo tàng ở Melbourne và nhờ các chuyên gia tìm hiểu xem nó là thứ gì. Và thật bất ngờ, nhà nghiên cứu địa chất Demot Henney đã cho biết đây là một khối thiên thạch siêu hiếm. Sau 37 năm làm việc tại bảo tàng, kiểm tra hàng nghìn viên đá được mọi người mang đến, Harry chỉ mới phát hiện ra hai thiên thạch thực sự. Đây là một trong số đó. Một tảng đá trên trái đất không nặng đến như vậy, Bill Rick, một nhà địa chất khác của bảo tàng Melbourne, giải thích. Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện này trên kỷ yếu của Hiệp hội Hoàng gia Victoria. Tảng đá được đặt tên là Maryborough, theo tên của thị trấn nơi gần nơi mà David Howe tìm thấy nó. Hóa ra là khối đá 17 kg này là một thiên thạch có tuổi thọ 4,7 tỷ năm. Sau khi sử dụng cưa kim cương để cắt một lát nhỏ, họ phát hiện ra thành phần hóa học có tỷ lệ sắt cao, tương tự như các thiên thạch chlorit H5 tìm thấy trước đây. Ngoài ra thì bên trong còn chứa những giọt tinh thể kim loại nhỏ li ti và trong suốt, được các nhà khoa học gọi nó là chondril. Thiên thạch là hình thức thám hiểm không gian rẻ nhất, chúng đưa ta đi ngược thời gian, cung cấp manh mối về thời đại, về sự hình thành cấu tạo hóa học của hệ mặt trời, bao gồm cả trái đất. Henry giải thích, các thiên thạch quý thì chứa những phân tử hữu cơ như axit amin, những thành phần cơ bản tạo nên sự sống. Mặc dù chưa biết thiên thạch đến từ đâu và tồn tại trên trái đất từ khi nào, nhưng mà những nhà nghiên cứu đã đưa ra một số dự đoán. Hệ mặt trời của chúng ta từng là một đám bụi và đá chondrite. Sau đó thì lực hấp dẫn đã kéo các vật liệu này lại với nhau và tạo nên các hành tinh. Phần còn lại chủ yếu nằm trong vành đai tiểu hành tinh khổng lồ. Thiên thạch đặc biệt này có lẽ xuất phát từ vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. Nó bị một số tiểu hành tinh đâm vào, sau đó thì rơi xuống trái đất. Harry giải thích trên tờ The Daily. Qua xác định niên đại bằng carbon thì các nhà nghiên cứu cho biết là khối thiên thạch Maryborough này đã tồn tại trên trái đất từ 10 tới 1.000 năm. Các nhà nghiên cứu cho rằng thiên thạch Maryborough hiếm hơn vàng rất là nhiều, bởi vì đây là một trong 17 thiên thạch từng được ghi nhận tại bang Victoria và là khối có trọng lượng lớn thứ hai sau một mẫu vật khổng lồ nặng 55 kg được tìm thấy vào năm 2003. Đây chỉ là thiên thạch thứ 17 ở Victoria, trong khi có hàng nghìn khối vàng tự nhiên đã được phát hiện, Harry nói. Maryborough không phải là thiên thạch đầu tiên lưu lạc nhiều năm trước khi được đưa đến bảo tàng và xác định đúng được giá trị của nó. Đã có một tảng đá vũ trụ được cất giữ suốt 80 năm và đã trải qua hai đời chủ sở hữu trước khi đến được tay của các nhà khoa học. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe thông tin trên. Nếu như thích những thông tin mà Thi đăng tải, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được những thông tin từ video mới nhất được up lên.